Cái bản tin kế tiếp đây thì người ta sẽ nói tới cái tin là những cái đe dọa tiềm ẩn nó vẫn tiếp tục đeo bám ông Donald Trump. Như mình biết đó, cái thứ ba vừa rồi, thứ ba ngày 12 tháng tháng 3 đó, thì Hoa Kỳ vẫn có bốn tiểu bang người ta tiếp tục người ta bầu sơ bộ. Thì sau cái ngày thứ ba đó đó, thì cả hai ứng cử viên của hai bên, thứ nhất là ông Joe Biden, thứ hai là ông Donald Trump, đều đã đạt được những cái con số đại biểu cần thiết để được đảng đề cử như vậy là mình thấy là hai cái ông này trở thành đại diện cho mỗi bên rồi không có còn một cái bất kỳ một cái lý do gì có thể thay đổi được cái tình thế này nữa thế nhưng mà khi mà người ta phân tích ra những cái số phiếu bầu đó thì người ta thấy rằng là ở phía bên tổng thống donald trump à, tổng thống biden đó, thì nó không có vấn đề gì để mà bàn cãi cả ông vẫn cứ là một cái ứng cử viên hàng đầu tuyệt đối người, người dân chủ cũng ủng hộ mạnh mẽ lắm. người ta gạt bỏ qua những cái vấn đề tuổi tác rồi nhưng mà phía bên ông Trâm đó người ta nghiên cứu cái số phiếu bầu đó người ta lại thấy ra là có những cái đe dọa nó tiềm ẩn nó đeo bám ông Trâm cho tới tận bây giờ và có thể tới tận ngày mùng 5 tháng 11 là cái ngày tổng tuyển cử nữa thí dụ người ta nói rằng là cho dù rằng là bà Nikki Haley đã bỏ cuộc rồi đã tuyên bố là không có tranh cử nữa Thế nhưng mà những, có những cái khối cử tri của Cộng Hòa vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho bà. Thí dụ như ở qua, tiểu bang Washington tới 21% cử tri Cộng Hòa vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho bà Nikki. Và nhất là ở tiểu bang chiến địa đó mà Georgia đó, tới hơn 13,2% vẫn còn tiếp tục bầu cho bà Nikki Haley. Khi mà người ta bầu cho bà Nikki Haley Khi mà bà không còn tranh cử nữa Điều đó nó có nghĩa là tâm lý Của những cái người Mà bầu cho bà Nikki là không muốn bầu cho ông Trump Cái điều đó nó quá rất là rõ ràng Mà cái điều này thì Là một cái dấu hiệu Phải nói là rất là quan ngại Đối với ông Donald Trump chứ Chúng ta nhớ lại là tiểu bang Georgia đó, đó Năm 2020 đó Ông Trump thiếu thua ông 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 Biden chỉ có 12.000 phiếu. Mà bây giờ 13% cử tri của Cộng Hòa tương đương với 77.000 lá phiếu đó, Không bầu cho ông Đó là một cái đe dọa rất là lớn rồi Hơn nữa người ta thấy rằng là vì cái ông Trâm năm 2020 ép buộc cái ông thống đốc của Georgia đó, tìm kiếm cho mình 12.000 lá phiếu từ đó nó gây ra cái vụ lộn xộn rồi thưa kiện cho tới tận bây giờ và chắc chắn là cái điều đó nó làm cho rất là nhiều cử tri ở bên Georgia người ta rất là bất mãn. Thế thì cái khối 77.000 cử tri này người ta tính ra rằng là nếu vì cái sự bất mãn của ông Trump người ta không đi bầu hoặc là thậm chí là một nửa không đi bầu hoặc là cái chuyện đó, ngược lại nó còn bí đát hơn nữa là có một số trong số 77.000 cử tri này bất mãn với ông Trump bầu cho ông Biden. Trong bất kỳ một cái trường hợp nào thì ông Trump đều coi như là có một cái kết quả rất là tai hại. Mà đây là chúng ta nhớ đây, ra là một cái tiểu bang chiến địa đó, tiểu bang lúc lắc đó. Bất kỳ thua ở tiểu bang chiến địa là là cái chuyện nó rất là cay cấn. Hiện nay thì có nhiều cái tiểu bang chiến địa người ta chưa bầu, chưa bầu sơ bộ, mình chưa biết sao. Nhưng mà bây giờ mình biết là hai cái là Michigan. Ở Michigan và Nikki được 26% chứ nó phải ít. Bây giờ chót ra 13% là hai tiểu bang chiến địa mà mình biết rằng là sự cái phiếu bầu cho bản Nikki Haley cũng là khá lớn. Mà như cái trường hợp như người nói bất kỳ một cái trường hợp nào xảy ra mà người ta không muốn bầu cho ông Trâm là ông Trâm sẽ có vấn đề ngay. Bài toán mà ông Trâm bây giờ phải giải đó là phải làm sao kêu gọi thế nào bằng cách nào để cho cái khối cử tri mà bỏ phiếu cho bà Nikki Haley những cái khối cử tri mà không thích ông không bỏ phiếu cho ông thì phải bắt trước hai cái ông là ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell hay là ông cựu bộ trưởng tư pháp Bill Barr đó là có một cái thái độ là cho dù không thích ông Trump nhưng mà vì quyền lợi đảng Cộng Hòa cũng phải bỏ phiếu cho ông thì mới được nhưng mà cái chuyện mà kêu gọi cả 77 ngàn cử tri đều bắt trước hai cái ông đó thì nó là một cái điều khó, không phải là ai cũng sẽ nghe theo những cái điều đó và đây là một cái hiểm họa rõ ràng đối với ông Donald Trump.